gian đi hẳn. Để gian gian nữa không? Có muốn học cái gì? Mình nốt ông cái gì? Cái đó. Vậy lấy đi. Thời bên kia. Dạ không chị? Không. Cái hộ qua bên kia nhé. Biêu da chỉ có một đợt đó mà hôm nó tróc tới bây giờ luôn rồi trời. Biêu da tới bây giờ luôn. Mốt phải gắn cao su cho ngựa biến được. Trời, có con mới có ngày thôi ra dữ thiệt. Sao mới có đầu. Nó mưa thế. Alo, alo, sao mới nét được vậy, alo. Chị này muốn manh gì đâu quá. Biêu da rồi nè. Không dám đèo nữa. Nghe mỏng đó giờ luôn á. Giờ này không dám động mặt luôn. Hỏi là cái bụng viêm chai thì làm sao để hết chân, thì cách hết chân là mình lấy nhân ra và xác định cái hết chân là như này nha mọi người. Nó mình nặn ra nó có một chút xíu dịch vàng và cái chân nó đứt luôn á thì nó là ấy ha mọi người, thấy không đó, nó mình nặn 2-3 lần mình thấy mọi người cái chân như vậy là nó hết chân rồi nha, vậy là lành luôn á nha, nó không có bị viêm lên lại. Cái tháng này chị tưởng vi hơi nhiều rồi đó. Đầu tháng vi mở hàng rồi. Thôi chút xuống ăn chay coi. Sáng thì thấy toàn chữ vi không? Thôi xuống tĩnh tâm coi. Sáng thì vi tạo nghiệp gì vi? Sáng thì toàn thấy chị ăn chữ em không? Để tối nay đi cà phê nha, không có bùng kèo nữa nha. Có đem đồ phải không? Kêu gáp gửi một bộ đồ đẹp đi. City lên. Mặc đồ đẹp ra trong một lề đường.
da này em kêu chị phi kim ra chị cũng không phi được luôn á thật. Quá mỏng em không như thì không dám nổi đâu, nó mỏng quá à, không dám đụng luôn á, bụng sợ nó chảy ra. Thấy nãy giờ nâng chỉnh luôn đấy. Cái da này đâu dám đè mạnh đâu, đè mạnh là nó chảy lên luôn á. Cái này mà phi là phi ở mức nhẹ nhất luôn. Hả? Cái này mà phi là phi ở mức nhẹ nhất. Phi như, như chưa phi. Chị để lại dưỡng chất xuống được rồi. Phải dưỡng nha, chống nắng này vô. Giờ này mà build rồi mà thôi á. Build rồi đó. Ôi sao bị gì mà build dài. Sao sao bị gì mà build dài vậy? Em build cho nó đẹp ha. Build dài dạng quá, học cũng làm trong mấy spa đó. Biết rồi, nhưng mà nghĩ là da bị bệnh lý gì ấy. Thâm hả? Nám nó không đều vậy, màu nha. Nám thì cũng phải nám nữa nhưng mà không đều màu. Màu khóc không? Da này chị dưỡng kỹ không nó lại nám ấy. Mỏng này dễ nám. Chị tin em, 5 tháng ở nhà em lên 5kg mà. 5kg? Ừ, mỗi tháng là 1kg xong rồi hả. À, giãn dịch ra cái em phải cắt tóc đi giảm cân liền xuống được 3kg. Ủa đi giảm cân bằng cái nào? Ăn kiêng, uống thuốc. Nó mới xuống nhanh được. Uống thuốc giảm cân á hả? Ừ. Tại cái thể trạng chị là ăn ít cũng mập. Nó không thấy cũng mập. Giống chị ăn ấy. Giờ nhiêu ký rồi? 54 chị. Hả? Trời ơi chị 55 nè mà sao? Ủa sao nhìn hai người khác nhau vậy? Ừ. Chắc vậy. Em đẻ rồi, nó cái dòng này nó bự nè à. Không nhưng mà sao nhìn chị đâu đến 54 đâu trời, nhìn mình gầy mà. Nặng nhỉ? Xương to. Xương em thật không? Thật không mà. Thật không hả? Thật không hả? Này giảm được mà. Đè mạnh thì không dám đè, mà thì không, không đè mạnh thì nó không ra. Rồi. Ôi, mình thật là đỉnh. Không còn cục bụng ở trên mặt em luôn hả? Dưỡng da cho nó dày lên là được. Rồi, nè, mụn này. Ừ. Đưa chị. Bye bye. Không chào mà có bye bye. Ủa, nay có chào.